Mới đây, theo thông cáo báo chí của tổ chức Y tế Thế giới cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine mang tính cách mạng trong việc chống lại căn bệnh viêm màng não. Đây thực sự là một đột phá mới trong lĩnh vực y tế. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, giám đốc Tổ chức WHO cho biết, vaccine có thể ngăn chặn những đợt bùng phát mới và cứu sống nhiều người vaccine menfi cv cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước năm chủng vi khuẩn viêm màng não mô cầu chính là a c w Y e và x chỉ trong một lần tiêm menfi cv có khả năng bảo vệ rộng hơn so với các loại vaccine hiện hành đang được sử dụng ở phần lớn các nước châu phi vốn chỉ có hiệu quả chống lại chủng a trên thực tế, các chuyên gia của WHO đã bật đèn xanh cho loại vaccine này từ năm ngoái. WHO đánh giá viêm màng não do vi khuẩn là dạng bệnh nguy hiểm phổ biến nhất. Bệnh sinh ra khi một số loài vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng gây viêm các mô xung quanh não và tủy sống. Trong năm ngoái, số ca viêm màng não được báo cáo ở châu Phi tăng 50% và căn bệnh này có nguy cơ xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại khu vực cận Sahara, nơi được mệnh danh là vành đai viêm màng não châu Phi.